Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin tổng hợp thời sự 20 giờ tuần 7 của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2023, tức ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão. Bản tin tuần này sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 9. Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Đại sứ Ấn Độ thăm Hòa thượng Chủ tịch. Lễ tưởng niệm Đức Đệ Nhị Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ ra mắt Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027. Những hoạt động từ thiện nổi bật trong tuần qua. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày 15 tháng 2, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị nhằm thảo luận và triển khai nhiều Phật sự trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chủ trì phiên họp. Tham dự có Chư Tôn Trưởng lão Phó Pháp Chủ, Phó Thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Pháp. Phát biểu khai mạc, Đức Pháp Chủ nhấn mạnh về ý nghĩa và mục đích của phiên họp lần thứ nhất Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 9. Theo đó, phiên họp cũng là dịp để Chư Tôn Đức gặp mặt nhau sau khi được Đại hội chính suy tôn, cùng nhau thảo luận và thông qua cơ chế hoạt động của Hội đồng Chứng minh, cơ quan tối cao về mặt giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Đức Pháp Chủ cũng dự trình quyết định thành lập Ban Giám luật, tên gọi trước kia là Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh. Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhất trí thông qua quyết định thành lập Ban Giám luật gồm 9 thành viên do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh làm trưởng ban. Thống nhất quy định thời gian và địa điểm họp Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh thường niên ấn định vào ngày 11 tháng 11 âm lịch tại Việt Nam Quốc tự, nhưng lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hiệp kỵ Chư Tôn Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch. Tại phiên họp kỳ này, Chư Tôn Đức cũng đã thảo luận việc tổ chức đại giới đàn. Theo kinh nghiệm của những bậc trưởng lão hòa thượng đã từng đảm nhiệm tam sư, thất chứng nhiều đại giới đàn trên khắp cả nước, các ngài hết sức quan tâm và có nhiều ý kiến quan trọng và thực tế để giải quyết những thiếu sót, chứng chỉnh lại công tác tổ chức đại giới đàn hiện nay. Trong phiên họp, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cũng thông qua việc suy cử bổ sung Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, công bố nhân sự và hoạt động của Văn phòng Hội đồng Chứng minh, công bố Ban Thư ký Văn phòng Pháp Chủ, thông báo quỹ của Hội đồng Chứng minh, đề cử phái đoàn tham dự lễ trà tỳ Hòa thượng Lý Sơn chứng minh lễ tắm Phật ngày 8 tháng 4 âm lịch tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Quán Sứ, Hà Nội và đại lễ Phật đản ngày 15 tháng 4 âm lịch tại Việt Nam Quốc tự, thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Đức Pháp Chủ đã mời Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đại diện cho Hội đồng Trị sự phát biểu ý kiến. Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch tán thành các quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tại phiên họp, đặc biệt về công tác tổ chức đại giới đàn. Hòa thượng Chủ tịch nhận định trong những năm gần đây tại các tỉnh thành, công tác tổ chức đại giới đàn chưa được đồng bộ, dẫn đến có thiếu sót trong quy cách khảo giới tử và truyền giới cho tăng ni. Với vai trò làm trưởng ban tăng sự trung ương nhiệm kỳ 9, Hòa thượng thành tâm thỉnh cầu Đức Pháp Chủ và Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh là những bậc tôn đức đạo hạnh hãy đóng góp kinh nghiệm trí tuệ của các ngài thành những giáo chỉ cố vấn cho Hội đồng Trị sự và ban tăng sự trung ương thực hiện tốt công tác hướng dẫn tổ chức đại giới đàn đúng chánh pháp và quy củ thiền môn mà Chư Tổ truyền thừa. Đúc kết phiên họp, Đức Pháp Chủ trân trọng những ý kiến đóng góp của Chư Tôn Đức về các nội dung trọng tâm của phiên họp lần này. Ngài xin tiếp nhận và giao Ban Thư ký tổng hợp để trình Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh vào phiên họp kỳ tới. Vào sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, tại chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân đã tiếp ông Sandeep Arya, Tân Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Nhân dịp ông Sandeep Arya nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Đi cùng đại sứ còn có Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngài Madanmohan Sethi,
và phái đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Tại buổi thăm thân mật, Ngài Sandip Arya cho biết, nhân chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh, ông lấy làm hân hạnh khi tiếp kiến Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, qua đó thông tin đến Hòa Thượng về nhiệm vụ vừa được nhà nước Ấn Độ công cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Đồng thời, thay mặt nhà nước và nhân dân Ấn Độ gửi lời chúc sức khỏe đến vị đứng đầu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Ngài Đại sứ cũng thông tin, trước khi tiếp kiến Hòa Thượng Chủ tịch, Ngài đã có buổi gặp mặt thân tình cùng Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với nhân duyên này, Ngài tin tưởng vào tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Ấn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ vào sự quan tâm sâu sắc xuất phát từ lòng từ bi của những vị trưởng lão hòa thượng lãnh đạo cấp cao của Phật giáo Việt Nam. Trên cương vị là Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài sẽ tham mưu đến các cơ quan chức năng của hai nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tăng ni Việt Nam học tập hành đạo tại Ấn Độ, đồng thời vận động cấp học bổng từ nhà nước Ấn Độ cho các du học sinh Việt Nam. Đáp từ, Hòa Thượng Chủ tịch cảm ơn tấm lòng của Ngài Đại sứ khi có sự quan tâm đặc biệt đến Phật giáo Việt Nam và tăng ni Việt Nam đang lưu trú tại Ấn Độ để học tập và hành đạo. Điều đó đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Ấn hơn 50 năm qua. Hòa Thượng cho biết, trong hàng chục năm qua, trước và sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, nhà nước Ấn Độ đã không ngừng giúp đỡ hỗ trợ cho hàng ngàn tăng ni Việt Nam đến học tập và tốt nghiệp tại các ngôi trường Phật giáo nổi tiếng tại Ấn Độ, qua đó tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn trở về để tham gia công tác hoằng pháp, giáo dục và có nhiều hoạt động phụng sự nhân sinh, phát triển đất nước tại quê nhà. Với tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ trong lịch sử, Hòa Thượng tin tưởng Phật giáo sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối đặc biệt để giúp cho tình hữu nghị này được thắt chặt và phát triển bền vững trên các phương diện ngoại giao, kinh tế, giáo dục và văn hóa để hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng trên mọi lãnh thổ trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay. Nhân đây, Hòa Thượng Chủ tịch đã gửi lời chúc an lành đến tân Đại sứ Ấn Độ và cầu Phật gia hộ cho Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Theo đó, Hòa Thượng cũng mời Đại sứ đến tham dự các hoạt động văn hóa Phật giáo tại Việt Nam, đặc biệt là Đại lễ Phật Đản do Giáo hội tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 15 tháng 2, tức ngày 25 tháng Giêng âm lịch, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm nhân lễ húy kỵ lần thứ 18 của Đức Đệ Nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch. Hiện diện tại lễ tưởng niệm có Đức Đệ Tứ Pháp chủ Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Chư Tôn Đức Phó Pháp chủ Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Khắc Nhường, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Viên Minh, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Châu Ti cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Hòa Thượng Thích Thiện Pháp. Tại Giác Linh Đài, Đức Pháp Chủ, Hòa Thượng Chủ tịch và Chư Tôn Đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã dâng nén tâm hương cúng dường tưởng niệm 18 năm ngày Đức Đệ Nhị Pháp Chủ viên tịch, cùng nhau mặc niệm tri ân công đức cao dày của Ngài đã cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trầm hương quyện tỏa, Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng đã tụng thời Bát Nhã Tâm Kinh cầu nguyện giác linh Đức Đệ Nhị Pháp Chủ được cao đăng Phật quốc. Theo đó, đồng phát nguyện kế thừa sứ mệnh của Đức Đệ Nhị Pháp Chủ để tiếp tục cống hiến tài năng và trí lực xây dựng cho Hội Phật giáo Việt Nam ngày một trang nghiêm vững mạnh. Tại đây, thay mặt môn đồ tứ chúng của Đức Đệ Nhị Pháp Chủ, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã tác bạch thành kính tri ân Đức Pháp Chủ, Hòa Thượng Chủ tịch và Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng Hội đồng Chứng minh đã quan lâm thắp hương tưởng niệm ngày viên tịch của Tôn Sư. Dịp này, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cũng xúc động ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch. Ngài Pháp hiệu Như Sơn, thế danh là Nguyễn Đình Khuê, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão năm 1915, viên tịch ngày 6 tháng 3 năm 2005, nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu, trụ thế 91 năm, hạ lạp 66 năm. Đức Đệ Nhị Pháp Chủ xứng đáng là bậc thạch trụ tòng lâm xuất trần thượng sĩ, người mà dành cả cuộc đời để hành trì giới định tuệ, phụng sự trang nghiêm tam bảo và hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngôi nhà do Hội Phật giáo Việt Nam.
Còn tại Tổ đình Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Huy kỵ lần thứ 18 của Đức Đệ Nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào sáng ngày 16 tháng 2 vừa qua. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Hòa thượng Thích Thành Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Hòa thượng Thích Thành Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, Văn phòng 1 Trung ương và môn đồ đệ tôn của Đức Đệ Nhị Pháp chủ. Tại đây, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức cúng Phật, cúng tổ, tụng kinh tri ân báo ân, thành kính tưởng nhớ bậc tiền bối, người có công dành cả đời phụng sự, cống hiến cho Phật giáo Việt Nam. Trước di ảnh tôn nghiêm của bậc thiền gia Pháp chủ Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội đã thành kính dâng hương tưởng niệm Huy kỵ lần thứ 18 Đức Đệ Nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất tâm đỉnh lễ giác linh và mặc niệm tri ân công đức lớn lao của Ngài. Đức Đệ Nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão 1915 tại phố Hội Bình, tỉnh Yên Bái. Ngài xuất gia năm 16 tuổi, thụ thập giới Sa Di lúc 21 tuổi. Với đạo nghiệp sâu dày, Ngài đã từng trụ trì các chốn tổ Già Lam như Tùng Lâm Quán Sứ, chùa Cao Đà, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Tổ đình Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội, Tổ đình Tế Xuyên Bảo Khám, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Từ năm 1958 đến năm 1984, Ngài được suy cử các chức vụ Ủy viên Thường trực Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Chánh thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng năm 1984, Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã cung thỉnh Ngài làm trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban tăng sự cho đến tháng 9 năm 2002. Tháng 11 năm 1992, tại Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 3, Ngài được Đại hội suy tôn làm Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 4, nhiệm kỳ 1997-2002 cũng như Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2002-2007 đã suy tôn Ngài làm ngôi vị Pháp chủ, giữ ngôi vị Tùng Lâm Thạch trụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, Đức Đệ Nhị Pháp chủ luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, xuất trần thượng sĩ, hành trì giới định tuệ, phụng sự đạo Pháp dân tộc. Công đức hóa duyên viên mãn, Đức Đệ Nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch vào ngày 6 tháng 3 năm 2005, tức ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu, trụ thế 91 năm, trì đại giới 66 năm. Để kiện toàn các công tác chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ 9 2022-2027, vào sáng ngày 16 tháng 2, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã có buổi họp tại Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức phiên họp chuẩn bị cho lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ 9 2022-2027. Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã phát biểu, nêu lên tầm quan trọng của lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự của ban. Đồng thời, Thượng tọa cũng yêu cầu các thành viên thường trực bộ phận văn phòng bắt đầu các khâu chuẩn bị để buổi lễ ra mắt sẽ được thuận lợi và thành tựu viên mãn. Tại buổi họp, các thành viên thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã thảo luận và thống nhất sẽ tổ chức lễ công bố quyết định ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ 9 2022-2027 diễn ra tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2023 nhằm 25 tháng 2 năm Quý Mão. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Trung ương lấy ý kiến chư tôn đức các phân ban nhằm thảo luận phân công đầu mối công việc thuộc công tác tổ chức của buổi lễ. Thượng tọa cũng đề nghị các vị là trưởng các phân ban nhanh chóng hoàn thiện danh sách nhân sự cho ban thư ký, trình lên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kịp chuẩn y thành phần nhân sự và ra mắt vào ngày 16 tháng 3. Tại phiên họp, chư tôn đức thành viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đã thảo luận đề ra chương trình hoạt động của từng phân ban trong nhiệm kỳ mới. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Tiến cũng mong muốn với sự chung tay của tất cả các thành viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương,
Buổi lễ ra mắt nhân sự và công bố quyết định của ban sẽ được chu toàn để khởi đầu tốt đẹp cho mọi hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Thưa quý vị, vào sáng ngày 17 tháng 2, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, Phân Ban Ni giới Trung ương, Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Phước đã có buổi họp tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, Chùa Tỉnh Hội, thành phố Đồng Xoài để kiểm tra, báo cáo tiến độ công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công năm 2023. Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về phía Chư Ni, có Ni trưởng Thích Nữ Nhật Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phân Ban Ni giới tỉnh. Về phía chính quyền có ông Phạm Quang Hà, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước, ông Trần Thương Huyền, Phó Ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Văn Chân, Phó Phòng BA02, Công an tỉnh Bình Phước, đại diện lãnh đạo địa phương sở tại đồng tham dự. Tại cuộc họp, Ni sư Thích Nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân Ban Ni giới Trung ương, đã thay mặt ban tổ chức trình lên kế hoạch tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công Phật giáo Việt Nam với chủ đề Ni giới Bình Phước và Việt Nam, sự dấn thân và truyền trì chánh pháp sẽ được Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Phước đăng cai tổ chức. Chương trình đại lễ tưởng niệm dự kiến sẽ tổ chức vào 2 ngày 22 và 23 tháng 4 2023, nhằm ngày 3 và 4 tháng 3 Quý Mão, với các hoạt động đặc sắc như dân hương thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và Chư Ni Tiền Bối Hữu Công, triển lãm văn hóa nghệ thuật, văn nghệ chào mừng, tặng học bổng và quà từ thiện. Số lượng khách mời dự kiến khoảng 1.000 đại biểu, bao gồm Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, lãnh đạo chính quyền các cơ quan trung ương tỉnh Bình Phước cùng Chư Ni Phân Ban Ni giới Trung ương và Phật tử tại các tỉnh thành. Phiên họp đã lắng nghe Chư Tôn Đức Ni phụ trách các khâu tổ chức báo cáo tiến độ làm việc như thiết kế thiệp mời, tài liệu, bản tên, các nội dung cho buổi tọa đàm. Chư Tôn Đức Ban Trị sự tỉnh cũng như cơ quan chính quyền có những ý kiến đóng góp, từ đó kiện toàn các công tác tổ chức để đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã động viên khuyến khích các ban tiểu ban thuộc ban tổ chức hãy cố gắng hết sức mình nhằm thực hiện tốt công việc được giao trên tinh thần đoàn kết hòa hợp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng sẽ hỗ trợ Phân Ban Ni giới tỉnh hoàn thành tốt chương trình đại lễ tưởng niệm năm nay do Bình Phước đăng cai tổ chức. Chuyển sang những hoạt động từ thiện. Vào sáng ngày 14 tháng 2, chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố tổ chức ngày hội hiến máu cứu người hành Bồ Tát đạo. Những dịp cuối năm và đầu năm mới, nguồn máu dự trữ thường bị thiếu hụt do trong dịp nghỉ lễ Tết các hoạt động hiến máu giảm. Mặt khác, số người vào các bệnh viện cấp cứu do tai nạn, chấn thương lại rất cao. Vì vậy, việc vận động tổ chức hiến máu nhân đạo nhằm huy động nguồn máu bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ cho công tác điều trị cứu chữa người bệnh của các bệnh viện. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, chúng ta đã cứu sống rất nhiều người trước nguy cơ mất đi người thân, bạn bè. Thông qua đó, hành Bồ Tát đạo lan tỏa giáo lý từ bi yêu thương chúng sanh của đạo Phật. Chúng tôi rất là vui mừng khi mà mình được hiến máu cho bà con bệnh, cho những bệnh nhân, vừa làm thay đổi cái máu trong người của mình, cái thứ hai nữa là mình giúp cho người ta thoát qua những cái cơn bệnh. Đó là một điều rất là cao đẹp, nên chúng tôi rất là hy vọng và nhiều người hiểu được cái tinh thần này và chia sẻ những cái gì mình có được, những cái nội tài, những cái phần nhỏ nào đó để giúp cho những người gặp hoàn cảnh bệnh đau khó khăn mà cần máu để mà duy trì được cái sức khỏe. Theo đó, hoạt động này tại chùa Minh Đạo lần này được chư tăng Phật tử, người dân địa phương hưởng ứng tích cực, hàng trăm đơn vị máu đã được hiến tặng đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong hôm nay. Đối với bản thân tôi thì mỗi lần mà hiến xong thì tôi cảm thấy vui và thoải mái hơn.
vì chỉ một ít máu của mình thôi, mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, và có khi đó còn tốt nữa, mà có thể cứu được nhiều người. Thì mỗi lần hiến máu xong thì rất là vui và đợi đến lần tiếp theo được hiến tiếp. Tôi tham gia hiến máu này cũng được hơn 12 lần. Mỗi lần hiến máu thì có những cái cảm xúc rất là vui vì cái việc của mình sẽ góp một phần nào đó trong cho cộng đồng. Một giọt máu cho đi không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn kết tinh tấm lòng yêu thương chia sẻ và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Hoạt động hiến máu nhân đạo rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hy vọng sự sống cho những người bệnh. Đó chính là hành trình mang theo tình yêu thương của con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Thưa quý vị, cũng vào chiều ngày 14 tháng 2, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Tịnh Xá Ngọc Sơn, thành phố Rạch Giá và Phật tử tổ chức phát 100 phần quà đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tại buổi phát quà, Đại Đức Thích Minh Hậu, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Sơn đã gửi lời hỏi thăm, động viên đến bà con địa phương. Đại Đức cho biết được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Minh Nhuận, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, viện chủ Tịnh Xá Ngọc Sơn, cùng sự trợ duyên của quý Phật tử, tổ chức hoạt động từ thiện chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội và hộ gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong muốn mang lại niềm vui, an lạc cho bà con địa phương nơi đây. Để đáp lại tấm lòng cao quý đó, Đại Đức Thích Tuệ Giải, trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện Chư Tăng Chùa Phật Quang Phổ Chiếu, gửi lời tri ân đến Đại Đức trụ trì và toàn thể Phật tử Tịnh Xá Ngọc Sơn đã phát tâm Bồ Đề hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, cũng như những phần quà thiết thực đầy ý nghĩa, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Tại đây, quý Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đã trao 100 phần quà đến bà con địa phương, mỗi phần gồm 10kg gạo, một thùng mì và nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, tổng số tiền từ thiện lần này là 25 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, vào sáng ngày 14 tháng 2 vừa qua, Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Phước Linh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, quý Phật tử và người dân địa phương đã tổ chức lễ khánh thành con đường và đưa vào sử dụng. Con đường chùa Phước Linh tọa lạc tại tổ 10, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, chợ gạo Tiền Giang, có chiều dài hơn 800 mét, nối liền từ huyện lộ 30B đến đường huyện lộ 1 tháng 5 đã bị xuống cấp trầm trọng. Với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, góp công sức cùng xây dựng nông thôn ngày càng tươi đẹp, Ni sư trụ trì Thích Nữ Diệu Tâm đã vận động quý Phật tử gần xa cùng nhau đóng góp nâng cấp và mở rộng con đường để người dân thuận tiện an toàn mỗi khi giao thông qua lại trên trục đường này. Tại buổi lễ, Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm rất vui mừng vì công trình được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo chính quyền tại địa phương. Sự phát tâm thù thắng của quý Phật tử gần xa và sự hỗ trợ tích cực của nhà thầu nên công trình đã hoàn thành đúng tiến độ. Xin chân thành ghi niệm mọi thắng duyên mà quý vị đã dành cho công trình. Ông Huỳnh Phúc Khải, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, cũng có lời cảm ơn đến Ni sư Diệu Tâm và quý Phật tử đã phát tâm xây dựng con đường rộng rãi, thông thoáng, thuận tiện việc giao thương đi lại cho mọi người, đồng thời góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Con đường được mở rộng với bề mặt 3,5 m, với tổng kinh phí xây dựng là 850 triệu đồng. Cuối chương trình là điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Bản tin tổng hợp thời sự tuần 7 tháng 2 năm 2023 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị nhiều sức khỏe,
hạnh phúc, mọi việc đều thành tựu như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.